mẹ mẹ. Đây, mẹ định rau hả? Mua ra chai đi gom cái gì qua kia gom nó chứ nặng gì. Bây giờ mẹ đừng có đi mua ra chai. Bây giờ hả mẹ, mẹ chôn mẹ trả hùng mấy ông tiền con đi. Hôm bữa mẹ thấy không? Chôn con quá trời chôn luôn. Trời con lại luôn bà lá chứ. Trả thù gì? Trời ơi trả thù gì nè. Ok không? Ủa nó chửi tao sao mày ơi? Không có chửi đâu. Thôi. Bây giờ nói nè, nếu như mấy ông chửi không? Hoặc là trên cộng đồng mày cô chú anh chị chửi. Mẹ chửi con đi, đừng chửi mẹ con, mà chửi mẹ con đừng có chửi con. Mà nào giờ tao có lừa gạt lắm ra đâu mà giờ mà xuống tao bậy bạ. Thì đó, từ xưa giờ mẹ không lừa gạt người ta, cho nên là người ta sẽ tin tưởng mẹ. Giờ mẹ lừa gạt người ta đi. Chứ giờ người ta là thấy mặt con là người ta chạy luôn rồi. Nha, mẹ giúp con đi. Đi mẹ. Rồi, nói anh ta đừng chửi tao nghe, tao nói rồi á, là mày xuống đâu á. Dạ, cô chú anh chị nhớ là đừng có chửi con nha, chửi mẹ con thôi. Ủa, anh lộn, cô chú đừng có chửi mẹ con nha, chửi con thôi. Giúp mày phải không? Mẹ, giúp con nha mẹ. Ừ, tại vì mẹ thật thà, mẹ tin tưởng mà. Có mẹ có tiền để sẵn chưa? Có hả? Rồi ok, dạ, được rồi, đi mẹ. Ơi, mấy ông mày lại đi, chị hai nó nghe nè. Lại đi, chị hai nó nghe nè. Có cái trò chơi này hay lắm, lại đây. Mẹ. Chơi gì mẹ? Trò chơi nè, có chị bên Canada. Chị kêu mẹ, bây giờ nhà bà tem đông quá, tôi không có tiền tôi cho mỗi đứa. Bây giờ á, bà ra một cái thử thách. Là nếu mà trong đứa nào ăn chanh và ớt và hủ qua chấm muối nè, đứa nào ăn trước nhanh lẹ được thì 100 đô. Còn mà đứa nào ăn không hết được á, là thuộc về tiền của bà hai ba trai. Nãy giờ hai mẹ con mà xù xì tôi tưởng đâu cúng cái gì chứ. Mùng qua mùng 5, bữa nay mùng 6, cúng mùng 6 hay gì á. Nhưng mà quan trọng giờ có 4 cái nè, và ở đây 5 người sao chơi. Ê, chị con với chồng con là 2 tô. Rồi cậu với bánh bao đi, bỏ 1 chục đi. Con với chồng con chơi để lấy tiền bây chứ. Bây giờ ai nó chơi là, lấy là, tiền, tao bây giờ là nếu mà ăn hết này là được bao nhiêu tiền? Được 100 đô, mà ai ăn lẹ nhanh nhất. Chứ không có mà ai ăn cũng có đâu, ai ăn hết trước thì được 100 đô. Đâu 100 đô đâu? Đâu 100 đô. Còn đây 100 đô là tiền của bà gửi nè. Còn này tiền này từ bà hai ba trai nè, của bà hai. Ủa 100 đô rồi sao tiền Việt không vậy? Ở tiệm Thanh Bình nó đổi ra vậy, hỏi chị lấy tờ gì, tôi nói tiền Việt thôi, tiền kia chị không có xài. Ờ 100 đô giờ đổi ra thành gần 2 triệu rưỡi, là 2 triệu rưỡi. Là bây giờ là ai ăn hết này là được cái đó đúng không? Ăn hết một dĩa, mỗi người dĩa đúng không? Là 2 trái ớt và 3 lát chanh, ăn hôm qua ăn nhanh. Trò chơi là ăn nhanh. Bố mày đằng nào ăn trước được 100 đô, còn nào ăn sau không có. Mà thằng nào ăn sau cùng hết. Rồi. Không hết cái tô là thuộc tiền bà hai ba trai. Rồi, để tôi chơi. Mấy người chơi nữa. Mấy đứa này con nữa. Con với chồng con. Mấy đứa này không chơi đi chơi khác đi. Trước vô đây. Để một mình em chơi cho. 100 đô luôn mà. 100 đô rồi. Ủa để đây. Vậy thôi anh luôn ra đi để hai vợ chồng em bày ra để tao chơi nữa. Tao lấy 2 triệu rưỡi để tao đi bơ mới được. Trời ơi ăn có được không? Trời. Bác Hồ ơi ông hãy về đây để ra giữa rồi ông ơi. Ông có thắng đâu làm gì vậy? Chưa biết ai thắng mà. Vậy thôi ăn đi anh với em tập trung ăn đếm nè, để tôi đếm 1 2 3 là ăn nha, chứ không phải nha đếm có vợ dám ngoài nha. Mời chưa cho thằng nào ăn. Ủa vậy không cho con chơi hả? Có 4 người thôi thì mày hai vợ chồng mày tụ được rồi. Vậy anh chồng đó, anh chồng mày ăn được rồi. Ăn chớm được chứ. Hay chồng một người chơi thôi chạy. Tiền này của anh nha. Rồi tụi mày xong chơi, chuẩn bị 1, 2, 3, tôi đếm nè, ăn nha. Khoan, từ từ. Từ từ. Thằng nào đạp cái chó mà thúi vậy? Ông đạp chứ. Đạp coi. Tôi làm gì đạp? Thúi gì sao ăn? Chỗ đâu kìa? Một bãi nè, ông cô. Bãi này nha, chỗ này. Trời. Hết rồi. Rồi, để bạn vô hết đi. Ve lại đi. Ủa, chỗ. Tôi là cố tình để các bạn nghe cứ chó đúng không? Ai mà thấy đâu? Nghe một bãi luôn nè, thấy không? Đây đây nè. Anh là trôn cứ chó vậy? Mày nó trôn mình để nghe cứ chó nè. Mày suốt ngày mày trôn nha. Cái vụ này là để có thấy đâu? Để tụi tao giải quyết cái bà hai mày đừng có phá đó. Cứ chó là thấy chưa? Ủa người xa dữ chưa? Xa dữ chưa? Vậy cũng được rồi. Còn nãy tôi ngồi cái giò tôi ở dưới đó luôn á. Ông nội ơi, bỏ đây ông nội. 1 2 Trời ơi, 2 chớp luôn hả? Trời ơi, ăn dữ trời. Chua à? Lo mà ăn nói nhiều quá, ăn lẹ lên. Lo ăn đi, lo nói hồi thua. Trời ơi trời. Ôi. Bà mẹ nó đắng. Trời ơi, ăn gạch. Ăn khổ hoài. Ngon dữ người ta. Ăn
nó ăn nhanh được trăm. Nuốt chồng mẹ cho nhanh đi, tọt từ đây ra thú ơi. Ồ, cái này dữ lắm. Ừ, lắm quá. Ôi, ổng chua quá. Chanh này chua dữ thần hả? Ừ, chanh này chua ghê luôn á. Tụi mày có ăn nghỉ đi, để tao cho tụi mày ăn hủ lại lâu. Tụi ăn hủ quà trước. Còn dẫn hoài. Hủ quà chấm muối. Từ từ, 2 triệu rưỡi được mà. 2 triệu rưỡi mà làm gì ra? Chồng ăn lẹ đi chồng. Chấm muối á. Chồng. Chấm muối này đỡ đắng. Ồ. Ồ, mẹ ơi, chua. Trời trời. Mày chạy hả? Đắng mất ơi luôn á. Chơi vậy mà cũng không dành chơi nữa. Ăn luôn 2 chớ hả? Ăn hết luôn. Hết luôn. Quà đắng quá. Không ổ quan được. Ổ quan được mà có chanh chua quá. Ừ. Ăn khẩu qua đẹp ra. Ông cần. Bà bảy ăn được, hôm nay con chơi được bảy. Khẩu qua ngon à. Tao phải ăn được đóng tiền này tao mới chịu. Tao đóng tiền ngân hàng. Đóng tiền ngân hàng hả? Ông thứ mẹ đóng. Còn làm gì mà đóng tiền ngân hàng cậu? Ngày xưa vay tiền ngân hàng đi bơm á. Nhà đông quá nên chỉ đóng 2-4 tháng. Tết Tết hết. Cậu đi bao nhiêu con mà sao cậu dây tiền luôn dữ vậy? Chục con. Đây là đó đi thường. Thôi chắc hẹn em Hồng Mai lần sau rồi lần này. Không phải nổi. Vô bắt đạn. Vô bắt đạn. Cũng qua đắng quá. Vậy em cũng dành nó nãy đưa em chơi là được rồi. Cái ai ăn không nổi nghỉ đi. Ăn làm sao mà lại tươi con tôi ăn nè. Tươi nó thiệt cái ba hũ qua đắng rồi tôi ăn như leo á. Sao sao à. Như vậy ăn bình thường quá sao. Được không? Được. Được trong được. Trời ơi, quan sắp hết rồi kìa, cậu bảy kìa. Hết rớn rồi nha. Làm dính nha, hết rớn rồi nha. Ủa, ông Phú nó ăn nhiều hơn ông rồi kìa. Để chồng ơi, cố lên chồng. Đây hôm qua hết miếng rồi kìa. Rồi, tới một chuyện rồi. Ông bảy hôn rồi. Bảy hôn rồi. Rồi trời. Ông nội ơi, vừa vừa thôi. Nó nào nó ăn mà làm chảy nước miếng rồi. À, à, bảy nha. Mà. Bảy nha. Ô nói cho gà đúng không? Ô nói gà cục cục quá. Tao thua. Thôi, con 2 triệu rưỡi đó ai mà không thắng được là con với mẹ con lấy đó. Ồ, thôi sẽ được chứ. Cái này lấy xào trứng rồi ăn được chứ ăn sống rồi ăn được. À. Giỡn quá giỡn. Nãy giờ đưa con chơi thì tới chuyện rồi. Vậy thằng nào con sắp hết rồi thằng nào chồng còn bảy cái lẻ nữa đóng bảy cũng chục cái tây sơn nè từ từ cái mày ăn không nổi mày lo mày nghỉ đi chắc gì còn ăn nổi nè con thấy cậu cũng hơi ớn rồi đúng không không thì cậu bỏ cuộc đi còn lâu bỏ cuộc đi nói thiệt ăn tao ăn chanh á như ăn đường ăn ớt á giống như uống nước mắm ăn hủ quay hơn ăn như leo nữa thôi thấy cậu nói dữ rồi còn ăn thử thôi. Cậu, cậu ăn cái thèm không? Ăn nè, cậu. Chết bà, cậu ấy tôi cung quá trời ơi, ăn răng lắm. Miếng thịt gà nè cậu. Ăn bị rung quá. Trời ơi, gớp quá. Ồ, nổi vô gà quá. Ngon. Em ơi đừng khóc ông tôi trước mà xe bác em đi em ơi đừng lo em ơi đừng cho tương lai vượt tắc sâu trong màu mắt có chút ít mưa phút cô chia ly về em đâu con này cố lên. Ê nghĩ đi chị không nổi đâu quận bảy gần thắng rồi bánh bao ba bánh bao hạ màn rồi chưa đâu ăn cái nửa miếng chanh nè ông có bảy vô mặt đàn thôi bảy cái ăn này mắc ói luôn này ê ói là thua rồi à. Vừa ăn vừa đắng vừa chua nó mắc ói đó. Ông ói là ông ra ông nuốt vô. Trời ơi trời. Trời đất ơi là trời. Trời ơi đang ăn. Vừa chưa đắng ói vậy nè. Mà cố đi. Nó kỳ nói. Rồi 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 rồi. Rồi nữa chứ. Thôi bỏ cuộc sớm. Nó kỳ nó ói rồi nè. Ăn nào chịu được thì chịu, không được ói ra. Chứ có sao không chết đâu. Chết bà rồi. Thôi ê, hai đứa mày thua đi. Nhưng mà ông phải ăn hết rồi mới được lấy tiền kìa. Đúng rồi. Nó đầu hàng thì tôi thắng khỏi phần cần phải ăn thôi. Người ta ăn hết. Thôi ra mặt coi, thôi. Con đầu hàng. Con ăn đi chanh với ớt mà chồng. Ờ, trời trời. Còn đâm ra nữa cho cay nữa. Ờ nó có ớt rồi còn chấm ớt nữa. Ừ, đi khùng rồi. Đi khùng
Bình trong năm mà giấu. Bình trong năm mà giấu. Ồ. Ơi. Tính ra hay á. Không mà ăn giấu cậu bảy không làm cũng nhận á. Giấu cậu bảy không á. Xíu rồi. Hỏi phải chia cho con á. Ê đừng rồi tôi đang ăn nha. Kỵ kỵ chanh á. Sao? Là đừng ăn. Ôi giờ máu rồi vậy chanh. Cậu nước. Thì cho con miếng nước đi con lấy lại tinh thần con quất tiếp coi. Ủa con chuột này ăn cũng hai miếng vừa hôm qua luôn rồi nè. Ghê vậy. Hai triệu rưỡi lận mà. Hai triệu rưỡi lận. Chuột cũng ăn hết hả? Còn ăn, kìa. Còn hai chiếc ớt không à? Hôm qua nè. Hai chiếc ớt cũng phải ăn đi chứ sao lại bỏ. Chết rồi. Chuột này lù lù sao ăn dữ vậy? Ừ. Mẹ. Ớt hả? Ăn không nổi thì thôi đi. Tôi không biết ông ấu trước rồi đó. Thì tôi thấm dầu. Cậu bảy. Cũng còn mà rửa cháy rửa lên ông ơi còn hai miếng canh hai chớp ăn lẹ chồng anh mới ói xong em ơi rồi xong bỏ cuộc đi bỏ cuộc hết đi tiền không được hai chai nhắm thắng rồi ăn thôi bỏ cuộc đi chứ ăn nổi nữa ăn mà uống nước thì dễ no lắm quẩy sớm hết rồi kìa trời vui chừng tôi thấy dưới leo thiệt luôn bỏ cuộc về tao cho nó 200 ngàn cộng nhiêu của tao hết. Ê bỏ cuộc ra cho người 200 hả? Hả? Ủa chia đi đây người 800 đi cậu. Rồi anh lấy hết cái chỗ đó. Người 200 trời. Thôi cậu không có tình bạn hữu gì hết trơn vậy. Người 200. Còn lát nữa nếu mà tính mấy cái mà ói ra này mà chưa đủ điểm tôi ăn lại luôn à. Chết rồi. Trời ơi. Thôi. Gần rồi vậy cậu 7 thắng rồi. Bỏ tay. Cậu 7 thắng rồi. Ôi trời ơi. Trời thôi cậu bảy thắng rồi bảy phục bảy phục cậu bảy thắng rồi ê cầm hốt ăn lại ơi ớt quá ớt quá hay quá hết rồi hết rồi hay quá được hai triệu rưỡi hay quá thắng rồi hai triệu rưỡi rồi mày ăn nhả ngay cho mày bị quá à thắng rồi nha mọi người hai triệu rưỡi luôn hả trời trời mọi người thắng rồi nè em thắng rồi nha mọi người bắt ói rồi trời ơi trời trời ê tụi mày ngu như bò á cái này hoài thương nói xe nó kêu tao cho tụi mày á cái gì hoài thương kêu mẹ giúp giùm á nào giờ mẹ không nói giống nói xạo mẹ cho anh giùm con đi chứ con cho anh không có được mấy người nãy cho nó cho tụi mày nó kêu ăn á kệ nó bây giờ nó muốn cho nó gì nó tôi có tiền là được rồi ơ cái này cậu bảy có tiền mà ừ, tiền mà cho anh vậy tiền mà ủa cái bà cái này tiền của tao mà ủa cái bà cái này tiền của tao mà tiền của bà hả ừ tiền của bà kệ bà chứ nãy tính chính miệng bà kêu luôn rồi cho con anh con nãy kêu kêu cho anh mà cái con giờ sao thương con kêu mẹ cho anh mà thì con kêu mẹ cho anh mà ai nãy kêu giật tiền lại chứ giờ bỏ tiền túi rồi ai biết giờ sao lấy lại được ủa tiền mẹ mà sao không trả mẹ chứ có ai cho đâu thì đâu có ai cho mày đâu tiền của chị hai mà nó cho anh hả ờ nó kêu mẹ cho anh giùm con đi rồi tiền của chị hai đâu có ai cho đâu nó đâu có thấy nó đưa đồng nào biết. Đó em ăn là em lấy được tiền chị nó cho thì chỉ đòi nó đi em tiền chị hai mới bán ngủ mày ơi trả lại tao mày ơi không biết không phải đâu vậy thôi nó cho anh mày á người đó ăn mà ta được tiền rồi không thôi này giờ mày trả tiền lại mẹ chứ thì giờ cậu bảy lấy tiền của mẹ mà thì ai biết con kêu con rủ mẹ cho anh thôi nãy tiền mẹ không giật lại thôi chứ con đâu có biết đâu mày rảnh quá à. mày kêu mẹ mày cho lên tao mất tiền vậy ha con quỷ cái tao lao tao binh ghê mày kêu bảy trả lại cho mày đi không biết đâu má mày kêu tao mày giúp giùm mày rồi tự nhiên tiền tao mất à tao mới bán ba cái mũ ra chai đó ông nội ủa này hoài thương nó cho anh gì hai chứ cho anh bảy gì nó kêu dì hai cho anh giùm đi mẹ nào không nói giúp mà chứ giờ nó lừa tụi mày không có được nó kêu tao giúp giùm nó rồi nó hỏi tao có tiền không tao nó có tiền rồi tao đi cầm cái đó nó mới bán cho chai rồi tiền này tiền lẻ tao đi mua rồi tao đi có gì cầm theo thì tao đổi người ta chứ có ai gửi cho đâu cho nó bảy mà ông bảy lấy tiền cho anh dì hai rồi đó không ai cho nó bảy cho nó bảy đâu dì hai mất tiền mà vậy là bé thương cho anh mẹ rồi cho anh dì hai rồi chứ sao tự nhiên giờ ông bảy có tiền bảy giờ ông bảy có tiền mà cho ông bảy về mất tiền đây giờ ông bảy có tiền giờ rồi đậu quầy thương luôn trả cho mẹ chứ cái đó tụi con đâu biết không biết đó tụi con đâu biết rồi quầy thương đi mẹ nói rồi quầy thương quỷ cái này mày trả tiền tao mày tao đi về tao đi mua cho mày
mẹ nó tự nhiên khơi bà bóng à. Chứ tối nãy về tao không giật đầu nó. Chứ cho người ta tự nhiên lấy tiền mẹ. Cho gì hai á. Mẹ giật làm gì làm nha, chứ con không liên quan nha. Không liên quan gì mà mày cũng làm chồng, mày trả tiền nó cho mẹ chứ. Hai chồng mày trả chứ. Mẹ thấy con ngồi con ăn quá. Tao giúp giùm thôi chứ, tao giúp giùm cho mình thôi chứ. Con đâu biết đâu, con cũng ngồi con ăn xong con ói luôn rồi. Ăn cái đó nó kỵ mà, nó phải ói thôi. Con tưởng đâu thiệt, con cũng ráng con ăn. Thì bởi mày ra nó đi, mày dạy đòi, mày dạy nó coi. Mẹ đòi hồi thương chứ, sao mẹ đòi con được. Con có biết đâu. Giờ nó chạy đâu rồi, sao mẹ đòi, mẹ còn đi mua chai nữa. Chiều nay về trả cho tao á. Không trả tao đâu có được đâu. Mẹ nó kêu cho anh giùm thì tao giúp giùm thôi. Tự nhiên tao mất tiền luôn. Ủa cuối cùng con ăn con ói xong rồi giờ con phải đi đền tiền nữa hả? Vậy chứ giờ mày kêu hoài thương chơi kỳ vậy. Chứ lấy tiền của mẹ. Mẹ để giờ đi trễ giờ tao đi mua chai nữa. Tao còn lên 91 rồi tao rảnh quá. Ba mẹ nó không trả tao rồi khỏi về nhà ăn cơm á. Tao cho biết rằng đi trốn luôn đi. Đồ báo đời không. Tự nhiên kêu mẹ giúp giùm giúp giùm. Giúp giùm cái giờ ông bãi không lấy 2 triệu rưỡi luôn. Giờ không trả cho tao. Có ai cho tiền đâu. Rảnh hán. Rảnh vừa vừa thôi. Mẹ nó. Chuyện khơi con bị cái đó. Mày về tao. Mày trốn luôn đi.